Ok, xin chào tất cả các chị nhà đầu tư ha. Lại là em đây, thì chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ tất cả anh chị mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng là một ngày thứ tư đó anh chị, một ngày 24 tháng 11. Thì em xin phép mình quay trở lại là một cái video ngắn ha, để em và anh chị mình cùng nhau phân tích về những cái diễn biến của thị trường trong một cái phiên vận động ngày hôm nay, một phiên tăng điểm đặc biệt là với nhóm cổ phiếu VN30 cực kỳ mãn nhãn, cũng như là sự bùng nổ của nhóm ngành ngân hàng. Thì liệu sau cái nhóm ngành cổ phiếu ngành ngân hàng thì đâu là cái dòng cổ phiếu mà anh chị mình tiếp tục mình quan tâm, cũng như mình tiếp tục mình dòm ngó và có những cơ hội đầu tư, thì em cũng sẽ chia sẻ với anh chị mình trong một cái video ngày hôm nay ha. Đấy, thì nếu như mà những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể để làm một phần đăng ký kênh ủng hộ em làm những video sau nó tốt hơn ha, cũng như em và anh chị mình cùng nhau đồng hành trong cái chặng đường tiếp theo trên thị trường chứng khoán. Cảm ơn tất cả anh chị mình rất nhiều. Đấy, thì đầu tiên ấy, chúng ta mới nói với nhau về những câu chuyện nào chị, về những câu chuyện của thị trường, về những câu chuyện của cổ phiếu. Thì ngân hàng, dòng banh, STB sắp trần, MBB lệnh lớn, MSB kéo chằng theo, OCB đã trần rồi, CTG, Techcombank cũng chạy theo, Vietcombank cổ phiếu trụ bị lãng quên cũng đã nổ, dòng ngân hàng bùng nổ thật rồi. Thì đó chính là những gì và những cái câu chuyện mà nhà đầu tư chúng ta cùng nhau trao đổi trong một cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Mình bàn luận với nhau rất nhiều về cái dòng cổ phiếu ngân hàng, thì liệu hôm nay nó là một tín hiệu gì anh chị mình lưu ý ha, cũng như là một cái phiên ngày hôm nay chính là một cái phiên bùng nổ, phải nói là rất mãn nhãn của nhóm chỉ số VN30. Thì hôm nay nhìn thấy cái gì, VN30 tăng hơn 30 điểm, cụ thể là gì, 32.17 điểm. Đấy, thì vỡ òa những cái cảm xúc đặc biệt là với nhóm ngành ngân hàng đúng không. Thì cũng xin chúc mừng tất cả các chị nhà đầu tư cổ đông của dòng ngân hàng, thành quả hôm nay là xứng đáng với tất cả anh chị nhà đầu tư mình, những nhà đầu tư can đảm, những nhà đầu tư kiên nhẫn. Thì anh chị mình có thể là những chị ngẩng cao đầu và tự tin nói là gì, danh mục của tôi đang nắm 3 cổ phiếu dòng ngân hàng, nó khác hoàn toàn so với cách đây một tháng. Thì nhìn lưu ý đó chính là cái sự luân chuyển và dòng tiền mà mỗi anh chị mình đầu tư thị trường chứng khoán á, mình phải hiểu cái bản chất về cung cầu để mình phù hợp nhất với thị trường, mình thuận theo cái gió đông mình đánh thì cái biên độ và cái lợi nhuận anh chị mang lại sẽ cực kỳ tốt. Nên anh chị mà tôi mình lưu ý ha. Đấy, thì chúng ta cứ vui trước đã anh chị, mình cứ tận hưởng trước những cái chuỗi thành quả của mình, mặc kệ ngày mai có ra sao ha. Đấy, đó là cái bản chất của thị trường. Thị trường lúc nào cũng vậy, thị trường phải nói là rất cảm xúc. Trong một cái gì này từng rồi đi, chỉ mới hôm nào anh chị, mới một cái hôm 16 thôi thì bắt đầu là gì, cái sự lo lắng, cái sự bi quan nó bao trùm lên tất cả các nhà đầu tư mình. Mình lo sợ về đỉnh thị trường, mình lo sợ thị trường sập, mình lo sợ thị trường gãy. Nhưng chỉ quay trở lại cách đây sau 5 ngày thì chị mình thấy là gì, mình thấy là cái tâm lý anh chị mình đã thay đổi đi rất nhiều đúng không, vui hơn, hưng phấn hơn, hưởng thụ nhiều hơn, và đặc biệt là gì, tài khoản anh chị mình lại tốt hơn. Thì đó là cái bản chất của thị trường chứng khoán rất muôn màu anh chị mình lưu ý ha. Đấy, cho nên thị trường có tăng hay là thị trường có giảm, bản thân em mình luôn lên mình làm những cái video để mình đồng hành cùng anh chị mình phân tích, mình bóc tách những cái vấn đề cho nó tốt nhất, để anh chị mình có đang cầm nắm cổ phiếu nè, hoặc là mình đang quan tâm về điểm mua cổ phiếu, điểm bán cổ phiếu, thì mình cũng có những cái kênh đầu tư để mình xem xét, mình xem qua để mình đưa ra được những chiến lược đầu tư cho nó tốt nhất anh chị ha. Đấy, thì VN30 hôm nay là một cái phiên bùng nổ về khối lượng, một phiên bùng nổ khối lượng lớn, biên độ lớn. Thì rất rõ ràng bản chất đây chính là một cái phiên diện trị, một phiên Black Alpha. Thì những cái phiên Black Alpha khối lượng lớn, biên độ lớn như thế này nó thể hiện một cái yếu tố gì, thì cho thấy là gì, cho thấy một cái dòng tiền của tổ chức họ đổ tiền vào, họ đẩy giá anh chị mình lưu ý ha. Đấy, tại vì một mã cổ phiếu muốn tăng ấy, hoặc là một cái biên độ thị trường mà muốn tăng ấy, thì nó phải có các dòng tiền lớn họ đổ và họ đẩy giá thì cổ phiếu nó mới tăng được gì. Nên đó là yếu tố về cung cầu, và những cái biên độ tăng lớn như thế này ấy, thì tâm điểm ngày hôm nay chính là cái dòng cổ phiếu dòng ngân hàng, tiền đổ như nước chảy cuồn cuộn. Đấy, chứ còn cái việc mà đối với thị trường, đối với cái bản chất của nhóm chỉ số VN30 á, thì vô hình chung một cái phiên bùng nổ ngày hôm nay nè, thì nó cũng tiệm cận là một cái vùng đỉnh thời đại, là quanh những cái vùng 1565 điểm, đóng cửa cực kỳ tốt anh chị ha. Thì cái việc mà nó vượt đỉnh thì đánh giá nó chỉ là cái vấn đề và thời gian đó chị, cho nên chị mình lưu ý ha. Cho nên mình sẽ thuận theo những cái dòng tiền, thì cái chiến lược nào là cái chiến lược mà chị mình đầu tư tốt nhất. Và VN30 chính là những cái câu chuyện mà chúng ta sẽ đi phân tích nhiều hơn trong những cái khoảng thời gian tiếp theo, xoay quanh 3 nhóm chính. Thứ nhất là nhóm ngân hàng, thứ hai là nhóm chứng khoán, thứ ba trụ và bán lẻ. Thì đây chính là cái kiềng ba chân mà anh chị mình sẽ luân chuyển theo cái yếu tố về dòng tiền trong những phiên tiếp theo. Và trong mỗi danh mục anh chị mình đã cân nhắc rất kỹ trong các video gần đây là chúng ta nên có một mặt cổ phiếu chứng khoán, nên có một mặt cổ phiếu dòng ngân hàng, và nên có một mặt cổ phiếu dòng bán lẻ, để cái sự luân chuyển dòng tiền mỗi ngày, sự luân chuyển mỗi phiên ấy, anh chị mình không bỏ lỡ đi cái sự tăng điểm của cổ phiếu, để mình tránh đi cái việc mà rơi vào những trạng thái mà tiếc nuối. Cho nhau tụi mình cực kỳ lưu ý ha. Cái cuộc chơi bây giờ nó đã khác biệt so với cách đây 2 tuần đi rất là nhiều chị, khi mà dòng tiền nó đã luân chuyển từ nhóm cổ phiếu dòng midcap, nó luân chuyển quay trở lại với nhóm cổ phiếu cơ bản, quay trở lại với nhóm cổ phiếu thị trường, và thị trường chứng khoán trở về đúng với những bản chất của nó. Đó chính là gì, đó chính là yếu tố đầu tư tham gia theo yếu tố việc cung cầu. Hãy không còn những yếu tố dòng tiền quá nóng tăng trần liên tục khi mà báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vẫn âm. Anh chị mình cực kỳ lưu ý ha. Đấy, và với cái điều mà anh chị quan tâm nhất ấy, Đối với dòng ngân hàng á, là sự hân hoan, sự gì gì tận hưởng cái thành quả của Hồ Chí Minh. Nhưng bắt đầu là gì? Sau 2 giờ 45 phút khi mà thị trường vừa đánh trống là cái can, là chị mình đọc qua một cái tin tức là mình thấy gì? Cà phê ép ra một tin tức nó làm cho nhà tụi mình cực kỳ hoang mang. Và anh chị mình cũng đã gọi điện cho em, đã nhắn tin cho em rất nhiều, liệu là hôm nay mình tham gia dòng ngân hàng hoặc là mình có gia tăng dòng ngân hàng, liệu có rủi ro không em? Khi mà anh chị mình vừa đọc được một cái bài báo là gì? Nợ xấu nội bản cuối tháng 9 năm 2021 đã trở lại ngang với cái mức năm 2017, thành quả 5 năm xóa tan bởi dịch bệnh Covid. Thì em cũng phân tích một cái góc độ cá nhân nó ngắn gọn như thế này để cho anh chị nào đọc qua tin tức ấy, thì mình cũng biết được cái cách mà mình phân bổ và cách mà mình quản trị cho nó tốt cái tài khoản của mình ha. Đối với cái bản chất thị trường á, quan trọng nhất vẫn là gì chị? Quan trọng nhất vẫn là điểm mua và cách đi vốn. Đấy. Tiếp theo á là gì? Đối với một cái nợ xấu của ngân hàng á, thì đây là cái điều mà em đánh giá là khó tránh khỏi bởi các cái doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng bởi cái tình hình dịch bệnh trong khoảng thời gian 2 năm gần đây, đúng không? Đó cho nên chị nào mình sản xuất kinh doanh á, thì mình sẽ hiểu rất rõ cái tình hình dịch bệnh nó phản ánh, nó ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp của mình trong việc mình sản xuất kinh doanh ha. Đấy, nhưng mà quan trọng nhất á là cái cách xử lý và cái cách chủ động như thế nào ở từng ngân hàng, từng doanh nghiệp, và đặc biệt là với những cái chính sách của chính phủ. Đó mới là cái vấn đề quan trọng của chị. Tại vì nợ xấu là cái điều mà không thể nào tránh khỏi được. Đó, thì chúng ta đã bàn với nhau về rất nhiều về câu chuyện nợ xấu của ngân hàng. Và anh chị thấy ở thời điểm hiện tại, cái chính sách của ngân hàng nhà nước cũng như là cái việc gì nâng cao dự phòng rủi ro nợ xấu ấy, nó khác hoàn toàn với những cái giai đoạn trong quá khứ, những năm 2008, những năm 2010 thì nó khác hoàn toàn. Đó, cho nên cái việc mà chìm gần đây mình sẽ đọc được những cái yếu tố gì chị? Doanh nghiệp tỷ lệ trích lập dự phòng cực kỳ tốt, cũng như là họ đã có sự chủ động hơn rất là nhiều trong cái yếu tố mà họ cân đối cái nợ xấu của các doanh nghiệp. Anh chị mình lưu ý cũng như là đặc biệt nhất ý, mà mình quan tâm nhất về cái câu chuyện về nợ xấu ấy, chính là cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu. Thì các ngân hàng gần đây em xem qua những thông tin cũng như cái tỷ lệ họ bao phủ nợ xấu ấy, là cực kỳ cao, cho nên chị mình cũng yên tâm về cái vấn đề này ha. Đó, thì đó là một vài cái câu chuyện về thông tin mà chúng ta phải đánh giá được anh chị. Đấy, và cái bản chất ấy, tin tức nó chỉ là một cái công cụ anh chị. Đó, quan trọng nhất là cái yếu tố về quy luật cung cầu, nó sẽ quyết định đến sự tăng giảm của cổ phiếu. Thì chúng ta sẽ nhìn trở lại với một cái nhóm ngành cổ phiếu của dòng ngân hàng hôm nay, thì chị thấy là các biên độ tăng giá đều tốt cả. Đấy, đều tốt cả, chỉ xanh và tím thôi anh chị. Đó, thì đó là một cái câu chuyện chúng ta đã xác nhận với nhau về yếu tố sóng dòng. Chị mình yên tâm ha. Đấy, thì hôm nay là dòng ngân hàng nó có một cái sự tăng điểm, một cái yếu tố nó nổ đồng loạt, mà một cái yếu tố về cung cầu sẽ quyết định đến sự tăng giảm cổ phiếu. Thì hôm nay một cái yếu tố mà dòng ngân hàng nó tăng á, thì tức có nghĩa là anh chị nó phải có một cái lực cầu cực kỳ lớn, nó đổ vào nó đẩy giá cổ phiếu, nó đổ vào nó mua cổ phiếu thì cổ phiếu nó tăng lên được. Thì một cái lực cầu lớn cho một cái phiên ngày hôm nay, thì anh chị mình nên đặt cho mình một cái dấu chấm hỏi là gì? Liệu lực cầu này đến từ đâu? Đó, mà nó đủ cái dòng tiền lớn nó đổ vào đẩy giá như thế này. Và cái bản chất á, khi mà anh chị mình hiểu được á, thì với một cái cổ phiếu như dòng ngân hàng đi, thì đây chính là một cái nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, hầu như chính là cái xương sống của thị trường, cái vốn hóa lớn nhất trên thị trường. Những sự tăng điểm, những sự giảm điểm nó tác động cực kỳ nhiều đến cái điểm số thị trường chung cũng như tâm lý giao dịch của những nhà đầu tư mình. Đó, thì ngân hàng hôm nay nó nổ đồng loạt, thì đó là cái yếu tố thì mình thấy sự tăng điểm mà để một cái dòng tiền nó lớn ấy, mà để kéo được cái vốn hóa của dòng ngân hàng đi lên á. Nhưng ngày hôm nay á, thì đó là cái việc không hề đơn giản, phải cần một cái dòng tiền và nó là cực đại. Anh chị mình cực kỳ lưu ý một dòng tiền cực đại, nó khác hoàn toàn với những yếu tố về dòng cổ phiếu bất động sản, nó khác hoàn toàn với dòng cổ phiếu ví dụ như dòng midcap, dòng cảng biển, hoặc là dòng phân bón. Thì nó chỉ cần một cái dòng tiền bình thường thôi chị, một dòng tiền cơ bản thôi thì cũng đã đổ tiền vào đẩy giá lên được rồi. Nhưng với dòng ngân hàng thì nó phải cần một cái dòng tiền chủ động hơn, một cái dòng tiền nó lớn hơn, nó cực đại hơn. Thì đó là cái yếu tố mà chị mình cực kỳ lưu ý ha. Đấy, và nó phải có cái dòng tiền này á, thì nó hôm nay chính một cái phiên chị, một cái phiên xác nhận dòng tiền. Cho nên cái việc mà đã có một cái phiên xác nhận dòng tiền như ngày hôm nay đi vào, thì anh chị mình cứ tự tin mình gia tăng trong ngày hôm nay, hoặc là mình có đang cầm nắm cổ phiếu mình vẫn cứ yên tâm, tại vì dòng ngân hàng nó đang có những mức giá chân sóng mà anh chị biết á. Em sẽ đi phân tích với chị mình cơ bản về một cổ phiếu như là Techcombank thôi, thì mình sẽ đi có một cái góc nhìn tổng quan nhất về cái dòng tiền hôm nay của dòng ngân hàng nó đến từ đâu, để cho anh chị mình yên tâm thay vì mình đọc những thông tin như thế này mà mình lo sợ về những tin em rất nhiều. Cho nên em làm video á, em phân tích cụ thể anh chị mình xem luôn. Thì đầu tiên á, mình sẽ không nói về những video trước nha, từ những video trước đã chia sẻ nhiều về cơ hội dòng ngân hàng. Hiện tại mình đi nói về những cái yếu tố về thực trạng, yếu tố về thực tại. Thì chúng tôi lưu ý cái gì? Với cổ phiếu như Techcombank, hôm nay là một cái phiên bùng nổ với một cái phương pháp VSA á, chính là một phiên breakout 3, bùng nổ khối lượng lớn, biên độ lớn. Anh chị mình nhìn một cái phiên giao dịch hôm nay là bao nhiêu? Hơn 52 triệu cổ phiếu, tương ứng là bao nhiêu chị? Hơn 2.800 tỷ đồng, là một con số cực kỳ lớn. Anh chị mình lưu ý á, mà để một cái dòng tiền lớn nó đổ vào đẩy giá cổ phiếu mà 53 triệu cổ phiếu như thế này á, nó ăn là những cái lượng hàng á, thì đây chính chắc chắn anh chị mình là một cái dòng tiền lớn, dòng tiền của đội lái, dòng tiền của tổ chức họ đổ vào đẩy giá, chứ không thể nào mà dòng tiền cá nhân mà họ đủ những phiên như thế này. Mà để mà dòng tiền tổ chức ấy, trước khi mà họ đổ tiền vào đẩy giá ấy, thì họ phải có những cái hữu hợp như chị, và họ phải có những cái giai đoạn họ gom hàng. Thì những cái vùng tích lũy biên độ mà anh chị thấy giai đoạn tích lũy cực kỳ lâu, từ bao nhiêu, từ tháng 6 nè, đó những cái phiên xác nhận bùng nổ có lượng cực đại như ngày hôm nay luôn á. Hôm nay là có lượng cực đại nhất trong quá trình giao dịch lịch sử của cổ phiếu Techcombank. Thì hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày 24 tháng 11 là mình chính tính trung bình thôi chị, tao đấy là khoảng hơn 5 tháng rưỡi đó. Thì trong cái quá trình mà tổ chức họ thu mua, họ gom một cái lượng hàng khoảng hơn 5 tháng như thế, thì hiện tại trong tay cái tổ chức đội lái họ đang cầm nắm rất nhiều cái lượng hàng. Tại vì khi mà họ càng thu gom, họ càng mua trong cái lúc tâm lý anh chị mình chán nản nè, thì liệu anh chị mình có cầm nắm được cổ phiếu ngân hàng đến hiện tại không? Anh chị nào mua những vùng đỉnh như thế này nè, sau những nhịp nó rủ nè, cho lối sau những nhịp rủ nè, sau những nhịp nó rủ nè, mà nó có một cái biên độ đi ngang cực kỳ chán á, mà các cổ phiếu khác anh chị mình thấy qua dòng cổ phiếu dòng mid cap đi, dòng bất động sản nó cứ tăng ầm, thì đánh giá là 80% cái tâm lý anh chị mình sẽ rất dễ mình cắt lỗ hoặc là mình bán hòa vốn các cổ phiếu như Techcombank để mình đảo qua mình mua các cổ phiếu của dòng bất động sản mid cap để mình tìm kiếm một cái cơ hội đầu tư tốt hơn. Thì khi mà mình bán như thế chính là cái mục đích mà nhà tạo lập tạo lãi họ mong muốn, là anh chị mình bán thì họ sẽ sẵn sàng họ thu mua, họ gom những cái lượng hàng. Đây gọi là gì anh chị? Đây gọi là cái vùng tổ chức họ gom hàng, và trong một cái vùng tích lũy á, chính là cái sự trao tay, sự chuyển đổi giữa cái lượng hàng của nhà đầu tư cá nhân chán nản sang cái lượng hàng của nhà đầu tư tổ chức. Khi mà tổ chức họ thu mua, họ gom đủ một cái lượng hàng á, thì cái lượng cung hàng trên thị trường sẽ trở nên khan hiếm. Anh chị mình cực kỳ lưu ý á. Đấy, ví dụ như chị mình có hai cái bình cổ đi, mình đập bể đi một cái bình cổ thì cái bình còn lại giá trị nó sẽ cao hơn. Thì khi mà tổ chức họ chỉ cần đổ một cái lượng tiền đủ lớn, họ vào họ đẩy giá thì mức giá cổ phiếu sẽ tăng. Anh chị mình lưu ý á, và đây chính là những phiên xác nhận. Quá trình trước đó chính là quá trình tổ chức họ gom hàng. Đấy, cho nên chị mình vẫn cứ yên tâm với các cổ phiếu như Techcombank. Thì đó là những gì mình muốn trao đổi với chị mình, mà mình phân tích sơ lược qua một cổ phiếu như Techcombank á, thì anh chị mình sẽ có những cái góc nhìn gì vậy, góc nhìn tổng quát hơn với dòng ngân hàng trong phiên ngày hôm nay. Tại vì dòng ngân hàng hôm nay là một cái phiên bùng nổ đồng loạt, một phiên bùng nổ của tất cả các mã cổ phiếu, thì đó chính là yếu tố về sóng dòng đã được xác nhận đi lên. Thì những chị nào cầm yên tâm cầm nắm cho những cái chân sóng lớn với cổ phiếu Techcombank. Riêng bán hàng bên em mình gom rất là nhiều cái lượng cổ phiếu này trong khoảng thời gian ngắn hạn gần đây, 42, 52 nè, 53 nè, 54 nè, thậm chí 54 là mình có gia tăng luôn. Thì mình đang thấy được gì? Cái độ chính của cổ phiếu, và cái độ chính cổ phiếu đã có nhiều đó dòng tiền nó luân chuyển nó vào nó tham gia. Thì chị mình thấy gì? Một cái biên độ tích lũy lớn từ những cái mẫu hình tích lũy lớn của cổ phiếu như Techcombank á, thì bản thân em mình phải kỳ vọng từ những cái điểm như chị, những điểm 52, 50 như thế này nè, thì ít nhất cổ phiếu phải chạy cho mình 30%. Thì mình sẽ kỳ vọng lên 70. Chị lưu ý đó chính là cái target mà em đặt ra trong khoảng thời gian tiếp theo dành cho cổ phiếu Techcombank, thì mình mới xem xét cái điểm bán. Đơn cử là chị mình nhìn vào cổ phiếu như DIG ấy, thì mình thấy để mà nó có một cái mức giá như hiện tại là quanh vùng 63 ấy, thì trước đó thì sao chị? Nó vẫn lanh quanh những cái vùng bao nhiêu, quanh những vùng bao nhiêu chị? 22, 23, 25 nè. Đó, thì đây được xác nhận là gì? Cái biên độ, nó gọi là những cái mẫu hình hợp của Dow Vát đó chị. Đó, là những mẫu hình hợp nó sẽ xoay quay cho một cái biên độ nhất định, thì tổ chức họ sẽ thu mua, họ gom những cái lượng hàng. Thì ai chán cứ bán đi. Khi tổ chức họ gom đủ nè, nó sẽ có những phiên xác nhận dòng tiền đi vào nè. Đơn cử hôm nay chính là phiên của Techcombank nè chị. Phiên ngày bao nhiêu? Ngày 4 tháng 8 của DG á chị. Phiên bùng nổ lượng bao nhiêu? Ở đây là bao nhiêu? Ở đây là khoảng đâu đấy khoảng gần 20 triệu cổ phiếu xác nhận dòng tiền cực đại đi vào. Thì những phiên phía sau chính là quá trình tổ chức họ đẩy giá. Đây chính là cái giai đoạn số 2, chính là giai đoạn đẩy giá sau một cái giai đoạn tích lũy. Anh chị mình cực kỳ lưu ý ha. Và cái giai đoạn đẩy giá này chị thấy không? Tổ chức họ gom đủ nè, thì anh chị thấy đánh lên ghê không chị? Và cuối quá trình đẩy giá ấy, sẽ có quá trình chạy được rút. Cho nên với cái cổ phiếu như Techcombank á, bản thân em kỳ vọng ít nhất trong một cái nhịp số 1 á, nó phải chạy cho mình 30%. Thì đó là cái biên độ lợi nhuận kỳ vọng của mình, có những cái lý do để mình kỳ vọng cái gì đấy. Mà khi mà đội lái họ đổ tiền vào xác nhận đi lên rồi á, thì rất khó để mà họ phân phối ra ngay trong cái phiên. Nếu như mà cổ phiếu có chết đi, một cái tin tức nào rất xấu của vĩ mô nó xuất hiện đi, thì em chắc chắn với anh chị mình, những người nào rồi họ đang gom một cái lượng hàng nè, họ đổ tiền vào đánh lên một cái phiên gần 3.000 tỷ trong ngày hôm nay, chính là những người họ chết nặng nhất, chứ không phải anh chị nhà đầu tư cá nhân của mình. Ví dụ như anh chị mình là mình đánh 5 tỷ, 10 tỷ, 15 tỷ, 20 tỷ với cổ phiếu Techcombank đi, thì nó tương ứng bao nhiêu chị? Đâu đó khoảng ví dụ mình đánh 20 tỷ đi, thì mình cứ cho tròn là bao nhiêu chị? Đâu đó khoảng 400-500 ngàn cổ phiếu Techcombank thôi. Thì cái việc anh chị bán ra ấy, nó dễ dàng đó chị. Đó, tại vì đây là những cổ phiếu mà có thanh khoản cao thì nó đáp ứng được một cái gì? Cái nguồn vốn lớn. Cho nên thường ấy, với cái cổ phiếu như Techcombank mà khi mà nó nổ ấy, hoặc là dòng ngân hàng nó đi lên á, bản thân em mình cực kỳ yêu thích anh chị. Tại vì sao? Tại vì với một cái rơm bán hàng của mình tuy là nó không phải là lớn nhưng mà cũng hơn 400 người, thì những cổ phiếu như Techcombank muốn mua bao nhiêu cũng có, muốn bán bao nhiêu cũng có. Mình muốn mua 1-2 triệu cổ phiếu nó cũng rất là đơn giản ấy, hoặc là đánh 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ đi vào cũng rất là đơn giản. Nó khác hoàn toàn với cái cổ phiếu midcap. Cho nên chị mình lưu ý ha. Đấy, cho nên khi mà đã có những yếu tố mà xác nhận về sóng dòng như là dòng VN30 á, dòng bán hàng, thì bản thân em một cái dự định vừa rồi mình cũng đã chuẩn bị và nó là rất kỹ cho hệ thống khách hàng bên mình để mình ăn được những con sóng lớn của dòng ngân hàng ha. Đó, thì đó là những gì mình muốn chia sẻ với anh chị mình trước, để cho anh chị mình đỡ lo lắng đi về yếu tố thông tin, đúng không? Đó. Thì đầu tiên mình vẫn phải nói với nhau về câu chuyện của dòng ngân hàng tiếp theo. Thì mình phân tích sơ lược xem là liệu hôm nay có phải là một cái điểm gia tăng hay không. Đó. Thì hôm nay bản chất ấy, với dòng ngân hàng chính là một cái điểm mà chị nào có hàng mình có thể gia tăng được. Tại vì hôm nay là phiên xác nhận về sóng dòng. Thì những cái target cho anh chị mình là ở đâu? Còn nếu như nhà đầu tư nào vẫn chưa tham gia được với dòng ngân hàng thì có thể là gì? Hôm qua chính là cái video cuối cùng mà em chia sẻ với chị mình một cái điểm mua đối với dòng ngân hàng ấy, thì chị mình cực kỳ lưu ý ha. Ai mua được thì em xin chúc mừng tất cả chị nhà đầu tư mình có thể để lại phím 1 cho một cái video ngày hôm nay. Còn nếu như vẫn chưa tham gia được thì bắt buộc anh chị phải chờ một đây là mình chờ cái gì chị? Mình chờ một cái điểm mua số 2. Điểm mua số 2 sẽ xuất hiện khi mà các dòng ngân hàng nó tiệm cận về lại vùng đỉnh trước. vì nó sẽ có những cái biên độ kiểm tra lại cung cầu. Thì đầu tiên với cổ phiếu ACB, hôm nay điểm mua anh chị, hôm qua nói với chị rất kỹ nhưng con này nó chưa bứt phá nhiều, nó quanh quanh cái vùng tích lũy thôi. Thì anh chị mình mua cứ vào lấy đi, đừng có sợ chị đó. Thì cái target hướng cho anh chị mình tới á, với cổ phiếu như ACB á thì nó sẽ về là những vùng bao nhiêu, vùng đỉnh trước nha. Tất cả các cổ phiếu ngân hàng target mình đều hướng đến vùng đỉnh trước của cổ phiếu là quanh những vùng 38. Khi mà lên vùng 38 nó sẽ có những cái biên độ nó sideways, nó tích lũy lại, nó tạo cái mô hình như vậy, mô hình tích lũy đỉnh. Thì khi đó sẽ có một cái điểm mua vượt đỉnh, một điểm mua số 2. Thì như mình cực kỳ lưu ý, đây chính là một cái điểm mua mà nhà đầu tư nào mình muốn tham gia thì mình nên chờ đợi cái điểm mua này, tránh cái việc ngày mai nó tăng nữa là mở gáp mà anh chị mua đuổi vào thì lại không hay. Chị mình lưu ý ha. Đấy, thì mình lưu ý ở đây với cổ phiếu ví dụ ACB nè, một cái nhịp nó tăng lên gì, nó gặp vùng kháng cự đỉnh trước nè, thì nó sẽ có những biên độ tích lũy đỉnh nè, thì chị mình chờ một cái biên độ tích lũy đỉnh lại như thế này đúng không? Đó, mọi người thấy đây là cũng tương tự nè, đây là một cái giai đoạn phía trước đi với cổ phiếu ACB á, trong những cái giai đoạn mà năm 2020 á, anh chị thấy đây là cái vùng tích lũy của cổ phiếu, sau đó có một cái nhịp gì mô hình gãy vũ nè. Thì trong cái khoảng thời gian tiếp theo với các dòng cổ phiếu midcap, dòng dầu khí thì máy nó cũng sẽ xuất hiện rất nhiều một cái mô hình gãy nền vũ như thế này. Cho nên nhà đầu tư nào mình quan tâm về dòng dầu khí thì anh chị mình sẽ chờ đợi những cái dư địa tiếp theo, có thể là trong khoảng 2 tuần tới. 2 tuần tới thì em sẽ cập nhật thêm với dòng dầu khí, còn hiện tại vẫn chưa. Mình hãy tập trung nhiều hơn cái vốn của mình vào cái chiều gió. Gió đây là đâu anh chị? Chính là cái kiềng ba chân ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ và trụ ha. Đấy, anh chị thấy nó sẽ có những cái biên độ tăng điểm thì mình sẽ kỳ vọng nó lên lại được bao nhiêu gì? Lên lại được những vùng kháng cự. Thì khi mà nó lên là được vùng kháng cự, nó sẽ tạo những cái biên độ tích lũy lại nè, thì chị nên chờ, thì nó sẽ có những điểm mua số 2 cho chị nhà đầu tư ha. Tại vì khi đã có một cổ phiếu nó bứt phá từ những vùng nền đi lên á, tăng đâu đấy khoảng 20 được 30% á, thì tổ chức họ phải cần kiểm tra lại cung cầu để làm gì? Để cho những anh chị nào mình kẹp hàng vùng kháng cự nè, mình chốt lại ra bớt đi. Những anh chị nào mình tham gia vùng phía dưới nè, theo em kiến nghị nè, mình chốt lại ra bớt đi. Đó, thì khi mà anh chị mình bán ra bớt á, tổ chức họ mới khu mua, họ gom những cái lượng hàng, họ tạo những cái biên độ tích lũy, thì họ mới gom lại hàng anh chị mình xong, anh chị mình chốt lại xong, mình bán ra thì tổ chức họ gom lại, họ mới đánh tiếp một nhịp số 2. Cho nên ai muốn mua thì nên chờ một nhịp số 2, đến đó em sẽ cập nhật thêm. Đấy, tương tự là với cổ phiếu như BID ha, thì em phân tích một cổ phiếu ACB thì các cổ phiếu còn lại anh chị mình sẽ có những yếu tố vận động tương tự. BID mình sẽ hướng về là những 1950 cho anh chị nhà đầu tư ha, ai cầm thì cứ hướng về đây, ai muốn bán gì thì bán. Đấy, những yếu tố dòng tiền vào tốt nè, cứ xác nhận đi lên thôi anh chị. BVB đó, vẫn target cũ thôi, vẽ sẵn một cái gì, một cái mũi tên nè, thì vẫn hướng về vùng bao nhiêu, vùng 28. Thì anh chị mình lưu ý ha. Đấy, thì đó là những cái target mà chúng ta phải đặt ra khi mà chúng ta tham gia cổ phiếu. Mình phải biết điểm mua và mình phải biết điểm bán. Nếu ai chưa mua được thì bắt buộc phải chờ, anh chị. Tại vì sao? Trong những cái video trước, từng trước em đã chia sẻ anh chị rất nhiều về cái dư địa và cái mức giá chân sống của dòng ngân hàng. Đấy, đặc biệt một cái video mức giá chân sống anh chị, top 3 dòng cổ phiếu chờ sóng lớn nè, thì bản chất đây là dòng ngân hàng nè. Thì đó là những yếu tố mà đã chia sẻ anh chị mình rất nhiều với cơ hội đầu tư. Mà tại sao anh chị mình lại không dám tham gia? Mình sợ thị trường đỉnh, mình sợ các yếu tố không tin, mình sợ vĩ mô, mình sợ rất nhiều điều, mình sợ dòng ngân hàng phân phối, mình sợ dòng ngân hàng chết, mình sợ dòng chứng khoán chết, mình sợ yếu tố về nợ xấu, mình không dám tham gia. Nhưng khi mọi thứ đã quá rõ ràng thì cơ hội sẽ không còn lớn. Nước trong á thì nước không có cá gì ha. Đấy, khi mọi thứ đã quá rõ ràng thì cơ hội sẽ không còn lớn. Một cái câu chuyện về con vịt mà hóa Hiên Nga ấy, chúng ta đã nói với nhau rồi rất nhiều đúng không? Đó, đám đông chỉ muốn mua khi mọi thứ đã quá rõ ràng và cơ hội đã rõ ràng, thì anh chị mình nên xem xét lại ha. Đấy, nên anh chị mình lưu ý. Thì xong cái dòng ngân hàng này chúng ta sẽ hướng với nhau về dòng cổ phiếu nào thì em sẽ cập nhật với chị mình trong một cái video ngày hôm nay luôn ha. Đó, là cũng có một vài anh chị mình quan tâm về cái room như chị, về room no chat ấy. Đó, thì tối hôm qua em cũng nhận được khá là nhiều cái tin nhắn của chị nhà đầu tư ha. Thì đây là cái room như chị, đây là cái room no chat nè, cộng đồng nè. Đó, để hỗ trợ anh chị bên ngoài á. Thì anh chị nào mình quan tâm về cái room này á, thì mình có thể mình tham gia vào ha. Thì em sẽ giới hạn cái room này khoảng 500 người thôi, hiện tại được 331 này. Đó, thì anh chị có thể mình tham gia, và cái link tham gia ấy em có để cho một cái phần mô tả của mỗi kênh video ấy, nó có nằm bên dưới này. Anh chị mình click vào cái link này để mình tham gia vào cái room cộng đồng ha. Anh chị mình lưu ý là tham gia vào nè. Đó, thì chị mình quan tâm thì mình có thể click vào. Ngoài ra thì còn có một cái kênh TikTok, thì anh chị mình tham gia vào cái room cộng đồng ấy, thì mình để lại một cái phần follow tiếp theo cho cái kênh TikTok của em ha, để cho nó phát triển mạnh mẽ hơn, và nó sẽ có rất nhiều điều thú vị trong cái kênh TikTok này. Nên chị mình lưu ý ha, lưu ý cực kỳ lưu ý với kênh TikTok này, em sẽ hướng dẫn chị mình rất kỹ những cái cơ hội đầu tư trong khoảng thời gian tiếp theo ha. Đấy, còn để anh chị nào mình được vào cái hệ thống khách hàng VIP bên em á, thì mình có thể liên hệ cho em qua số Zalo 0974 046 220. Thì đây là đơn khách hàng VIP, mình sẽ có những cái lệnh mua, những cái lệnh bán cực kỳ cụ thể và chi tiết. Đơn cử như hôm nay đi, mình sẽ có những cái điểm mình gia tăng nè, ví dụ như MB nè, nó bứt rồi thì mình giữ vị thế nè. Đó, hoặc là cổ phiếu CTG mình gia tăng thêm nè, hoặc là các cổ phiếu không tin về dòng ngân hàng anh chị, hạn mức tăng trưởng tín dụng nè. Đây chính là cái câu chuyện mà cái động lực tăng điểm của dòng ngân hàng trong một cái phiên ngày hôm nay, cũng như cái động lực tăng điểm mình đã kể với nhau rất nhiều trong một cái video hôm qua đúng không? Đó, cho nên chị mình cũng lưu ý ha, những thông tin này nhanh nhất sớm nhất ấy, thì em sẽ hướng dẫn ở trong hệ thống tiền VIP, ví dụ như Techcombank nè, mức 54 gia tăng thêm nè. Đó, đó là những cái cơ hội anh chị nào có dòng ngân hàng cứ gia tăng nè, hoặc là đơn cử như trong một cái giai đoạn mà đầu video ngày hôm nay đi, hoặc đầu cái buổi nhận xét, đầu cái buổi phân tích ấy, thì một lúc khoảng 8:13 thôi thì mình phân tích cực kỳ sớm nè. Đó, thì với cái dòng ngân hàng là anh chị mình tập trung vào nè, ngân hàng là chính là Vin30 trụ nè, chính là dòng dẫn dắt thị trường tiếp theo nè. Đó, với một số mà cổ phiếu mid cap á, thì phải chờ cái quá trình nó cân bằng lại, nó thanh lọc đi bớt đi, thì mình sẽ chờ quá trình cân bằng xong thì mình sẽ đánh sau. Đó, còn đặc biệt anh chị sẽ chú ý với một số cổ phiếu sâu đơn giản như ví dụ anh chị thấy hôm nay nè, Tắc Xanh nè, Hà Đô nè, đã chia sẻ anh chị cực kỳ kỹ với dòng cổ phiếu bất động sản thì chú ý hai con này thôi. Hà Đô hôm nay là có phiên nhìn gì? Có phiên tăng trần nè. Đấy, bản chất hôm nay cổ phiếu như Hà Đô ấy chính là một cái điểm chị mua được nè, một điểm gì rủ lại nè, test đáy nè. Hôm nay phiên hướng lên nó lượng đi vào điểm mua ở với Hà Đô ha. Đó, còn tiếp theo là gì? QNS cũng có những cái điểm tăng nè. VRE nè, VRE cũng vẫn là những cái cơ hội mà chị tham gia cho một cái phiên ngày hôm nay nè, sau quá trình test đáy nè, phiên hướng lên nó lượng vào nè, là điểm mua luôn đó anh chị. Đó, hoặc là tiếp theo là gì? Những cổ phiếu nào mà dòng ngân hàng nó đang tiệm cận cái vùng tích lũy á, mà nhà đầu tư nào trong nhóm hàng VIP anh em á, mình vẫn chưa cổ phiếu dòng ngân hàng á, mình không follow kịp những cái kiến nghị của em như đằng trước á, thì có thể cổ phiếu như là BB nè, Techcombank nè, MBB nè, ACB là 4 cổ phiếu mà chị mình canh mình mua được đối với ai mà lỡ tàu. Đấy, thì sau đó mình cũng đã kiến nghị với anh chị nào trong cái hệ thống khách hàng gì, trong hệ thống mà anh chị nào cộng đồng ấy, thì cũng đã chia sẻ anh chị mình cũng mặc dù nó muộn hơn nhưng mà nó cũng sẽ gì, nó cũng sẽ có những cái thời điểm mà nó kịp thời. Anh chị mình lưu ý á, ví dụ đây là khoảng 9 giờ 6 phút, còn trước đó mình đã cập nhật anh chị nào trong room là khoảng hơn 8 giờ thôi. Đó, thì anh chị mình cũng sẽ có những sự chủ động hơn, cũng tương tự đó anh chị, cho nên mình lưu ý một chút ha. Thì đó là cái sự khác biệt và cái yếu tố nào anh chị mình cần quan tâm những cái lợi mà sớm nhất đi, những chiến lược đầu tư mà nó cụ thể nhất ấy, thì mình hỏi về hệ thống khách hàng VIP bên em ha. Đấy, cho nên nhà tôi mình cũng lưu ý. Thì tiếp theo mình quay trở lại với câu chuyện của dòng ngân hàng, thì với cổ phiếu như CTG anh chị đó, thì ví dụ hôm nay anh chị thấy những phiên bùng nổ dòng tiền vào nè, thì mình cũng sẽ hướng anh chị mình về lại những vùng bao nhiêu, vùng 42 với cổ phiếu như CTG ha. Có thể quá trình nó tăng á, nó sẽ gian nan hơn một chút, tại vì cái cổ phiếu này nó còn nằm xa đỉnh quá, thì nó sẽ tăng gian nan, dù tăng chỉnh là việc hết sức bình thường. Cho nên anh chị đã là vào đúng vị thế rồi, mua đúng điểm, gia tăng đúng nhịp thì vẫn cứ yên tâm mà cầm nắm. Đó, thì mình lưu ý ha, mua cổ phiếu ấy thì lúc nào phải đạt điều kiện mua ấy, ABCD, thì anh chị mình cứ tự tin mình vào giải ngân. Cổ phiếu nào mà càng gần nằm vùng nền nhất thì cũng là những điểm ngân mà nó điểm giải ngân nó cũng an toàn, anh chị lưu ý ha. Còn những nhịp phía sau thì khó, sẽ khó cho chị mình vào. Đó, anh chị mình cứ yên tâm với CTG, dòng tiền vào bùm này, đấy, dòng tiền lớn cực kỳ mạnh đúng không? Hoặc là cổ phiếu như HDBank đi, thì bản chất em thấy được yếu tố vị sóng dòng của dòng ngân hàng là từ cổ phiếu HDBank anh chị, tại vì đây là con phát tín hiệu đi trước nè, anh chị nên con nhớ với một yếu tố sóng dòng là những cái con sóng mà mạnh nhất, những sóng mà lớn nhất của cổ phiếu đi trước là cổ phiếu leader là HDBank, cho nên chị mình sẽ quan tâm đến những con còn lại, già trẻ lớn bé thì nó cũng tăng. Anh chị nào còn nhớ trong một cái phiên 16 chính là cổ phiếu HDBank là con phát tín hiệu tăng trần. Thì chị thấy sau đó như đến như ngày hôm nay các cổ phiếu còn lại nó đều kéo tăng hết, anh chị lưu ý ha. Đấy, trên đó là yếu tố sóng dòng mà chị thấy con leader tại chạy trước á, mà mình không đánh được á, thì mình sẽ đánh tất cả các con còn lại. Đó là yếu tố mà cực kỳ quan trọng nha, mà mình hiểu được yếu tố sóng dòng, mình đánh theo sóng dòng thì nó cực kỳ mạnh, anh chị mình cứ yên tâm. Hoặc là cổ phiếu như là BB đi, đó đã hướng dẫn anh chị tham gia rất nhiều tại vùng nền nè, thì hôm nay cũng một cái phiên mà nó bứt tốc nè, khối lượng lớn đi vào nè, khối lượng cực đại luôn anh chị, một phiên bùng nổ nè, thì trong ngắn hạn sẽ hướng anh chị mình lại về lại những vùng bao nhiêu, những vùng quanh những vùng 26 của cổ phiếu như là BB ha. Đấy, sau đó là lên những vùng bao nhiêu, vùng 28, sau đó là lên những vùng 30, thì đó ngắn hạn trước là lên những vùng 26. Đối với chị nào mình quan tâm ha, những phiên bùng nổ như thế này á, thì các điểm phía sau chị mình cứ yên tâm mình cầm nắm thôi. Đó, MBB cũng tương tự nè, phiên bùng nổ khối lượng đi vào nè, chị thấy hôm nay với cổ phiếu như MBB đây thì giá trị giao dịch bao nhiêu chị? Gần 1.300 tỷ, một con số cực kỳ lớn. Nhìn lưu ý á, mà đó khi mà tổ chức họ muốn đẩy giá được dòng ngân hàng, họ cần một cái lượng tiền cực kỳ nhiều mà họ đã sẵn sàng họ đổ cái lượng tiền lớn vào để đánh như thế này, thì bản chất anh chị mình sao anh chị vẫn yên tâm thôi. Đó, nó như thế chị ha, vùng tích lũy lớn nè, bùng nổ nè. Hôm qua một trong những cổ phiếu mà em hướng dẫn anh chị mình nè, còn những điểm mua ấy, chính là cổ phiếu MBB anh chị, nó quanh những vùng nền nè, thì hôm nay nó bùng nổ lên rồi là cái điểm anh chị mình gia tăng được ha. Ngắn hạn sẽ hướng chị mình về lại những vùng 32, đó là cái target ngắn đúng không? Đó, tiếp theo là một vài cổ phiếu còn lại, nhưng mà B cũng tương tự nè, những cái này nổ quá mạnh nè, thì cái target tìm hướng về lại những vùng 28-30 thôi. Còn bây giờ anh chị nào trong nhóm khách hàng bên em á, thì mình có hàng với cổ phiếu như MSB á, thì mình cứ yên tâm chặn lãi anh chị, cứ yên tâm chặn lãi. Đó, còn cái cổ phiếu ví dụ nhịp trước đi, giờ thấy quá trình test một nhịp nè, test đáy hai nhịp nè, điểm hướng lên là điểm mua. Đấy, còn qua điểm hướng lên, phiên tiếp theo là phiên vượt đỉnh, ngắn hạn chứ là điểm gia tăng, thì đó là hai cái vị thế mua tốt nhất. Còn bản chất hôm nay với cổ phiếu như MSB nó vẫn không phải điểm mua, anh chị mình hãy chọn điểm mua nào nó càng gần nằm vùng nền nhất ha. Đấy, tương tự là với cổ phiếu như OCB đó, anh chị thấy không, một cái nhịp hôm nay chính là điểm gia tăng nè, điểm gia tăng với cổ phiếu như OCB nè, test đáy nè, anh chị thấy cái vận động nó tương tự, một nhịp nè, chỉnh nè, tạo đáy một nè, stopping volume 3 nè, hồi nè, test lại nè, hướng lên đầu tiên là điểm mua, khối lượng đi vào. Hôm nay cũng có rất nhiều cổ phiếu có những điểm hướng lên nha, ví dụ cổ phiếu như VRE nè, hoặc là cổ phiếu như FPT nè, hoặc là cổ phiếu như thấy như là Hà Đô nè, đó cũng chính là những cái điểm mua. Dùm lưu ý ha, và cái điểm mà nó vượt đỉnh ngắn hạn chính là điểm chiều gia tăng, khối lượng đi vào. Tương tự hôm nay là cổ phiếu như OCB, một nhịp chỉnh nè, tạo đáy anh chị, hồi nè, test lại nè, điểm hướng lên 26 là điểm mua, hoặc là cái hôm thứ hai vẫn là điểm mua, tại vì nó cũng chưa bứt quá mạnh. Đấy, nhưng hôm nay chính là cái điểm mà gia tăng đối với anh chị nào nắm cổ phiếu OCB ha. Những con này nó vẫn tiếp tục quá trình nó bứt tốc thôi, cổ phiếu vượt đỉnh rồi thì chị mình cứ kỳ vọng thôi. Ví dụ từ một cái nền mà nó phát đi trước á, từ những điểm xuất phát đi trước nè, thì chị mình có thể mình kỳ vọng 30%, thì tương ứng bao nhiêu, khoảng quanh vùng 32, thì đó target cho chị nhà đầu tư mình ha, 32 với cổ phiếu OCB đúng không? Tiếp theo là với cổ phiếu nào anh chị? SHB. Thì SHB là một trong những cổ phiếu mà chúng ta phải nói với nhau là gì? hơi mafia một chút anh chị, hơi mafia. Nhưng mà dòng ngân hàng nó lên thì nhóm này có lên không? Sẽ có lên. Thì ngắn hạn sẽ hướng chị mình về lại những vùng bao nhiêu? Vùng 27 với cổ phiếu nhiều SHB ha. Tương tự là với STB, một phiên bùng nổ phải nói là cực kỳ thuyết phục. Nhà đầu tư mình phải nói rất mẫn nhãn với STB đúng không? Đó, thì giai đoạn trước là cực kỳ nặng mông, nhưng mà khi dòng tiền đã vào rồi, xác nhận rồi, lực cầu lớn thì cổ phiếu sẽ chạy rất nhanh. Thì trong ngắn hạn sẽ hướng chị mình về lại vùng đỉnh trước, chính là những vùng 3233 với cổ phiếu như STB đúng không? Đấy, rất mẫn nhãn với cái cổ phiếu ha. Đó, Techcombank đã phân tích kỹ nè, hướng về bao nhiêu? Vượt 54 sẽ về 58. Đoàn tàu sẽ rất nhanh thôi chị. Đấy, đường tiến về Sài Gòn sẽ rất sớm ha, với cái cổ phiếu như Techcombank đúng không? Hoặc là Tiên Phong nó tăng rồi, hôm nay nó hạ nhiệt là bình thường. Đấy, hoặc là cổ phiếu như Vietcombank chính là một con cổ phiếu mà ép chủ bài. Con em nói rất kỹ con này là ép chủ bài, một cái biên độ tích lũy cực kỳ lớn. Thì em nghĩ là gì? Những anh chị nào mà mình xem dõi video của em đủ lâu á, nếu như mà anh chị mình có tiền đi mà mình an toàn á, mà mình muốn gửi tiết kiệm thì em nghĩ anh chị mình không nên gửi đâu. Mình đưa cái dòng vốn của mình vào nắm những con như Vietcombank á, nó vừa an toàn. Mà khi có yếu tố sóng dòng bùng nổ đi lên á, con ép chủ bài nhà tạo lập họ đánh cực kỳ rác nha. Dùm lưu ý ha, những con như ví dụ như Vietcombank đi, hôm trước là nói với anh chị mình target ngắn là vay 102 nè, mà hôm nay bước luôn là điểm gia tăng nè. Hôm qua là điểm test cung nè, chị thấy không? Tích lũy nè, test cung nè chị. Tôi supply nè, test cung liên tục trong biên độ tích lũy nè. Hôm nay nổ không? Nổ rõ ràng. Khi nó sẽ hướng về đâu? Hướng về lại chị mình quanh những vùng 115, 116 với cổ phiếu như Vietcombank ha. Đấy, chị thấy nó chậm, nó trụ, nhưng mà khi dòng tiền vào nó cũng bứt rất ghê, tăng qua gần chân lên chị thấy cũng rất là quyết liệt ấy, với cổ phiếu như Vietcombank đúng không? Đó, hoặc là đơn cử một vài cổ phiếu tiếp theo như VIP nè, dòng tiền vẫn vào cực kỳ mạnh ha. Hôm nay con nào bứt được vùng 542 chính là điểm chịu gia tăng, khối lượng vào cực kỳ khỏe với cổ phiếu như VIP đúng không? Con này nếu mà tốt thì sẽ hướng về lại những vùng 50. Đó, chị mình lưu ý ha. Hoặc là cổ phiếu như VPBank đây thì tuy là nó không có một sự tăng bứt phá lắm về giá, nhưng mà về dòng tiền nó vẫn có vào. Đó, thì những con này anh chị mình có hàng mình vẫn cứ cầm, mình đừng có so sánh là cổ phiếu mình cầm nó lại tốt hay là lại ít so với những con còn lại. Quan trọng là gì? Còn lại là vui, coi như là một cái món quà, coi như là mình chưa có duyên với các cổ phiếu còn lại. Còn những cổ phiếu anh chị mình nắm như MBB nè, MBB hôm nay tăng trần thì thành quả là cực kỳ tuyệt vời và xứng đáng cho chị mình ha. Thì đó là bản chất của dòng ngân hàng. Thì liệu sau dòng ngân hàng ngày mai sẽ là nhóm ngành nào mà anh chị sẽ lưu ý? Thì bản thân em sẽ hướng anh chị mình về với cổ phiếu nhóm ngành của dòng nào anh chị? Dòng bán lẻ. Thì cái với một cái buổi như vậy, một cái buổi thống kê trở lại với cái cổ phiếu dòng bán lẻ, thì em cũng chia sẻ với anh chị nào trong rừng bán hàng là như thế này. Thì xin lưu ý gì? Đó, dòng ngân hàng nè, hôm nay nổ mạnh thì chúng ta cứ tận hưởng hôm nay, nhưng mà chúng ta gì phải nhìn về lại cái dòng cổ phiếu dòng bán lẻ. Hôm nay cuối phiên nó có yếu tố rút chân cực kỳ tốt, sẽ mở ra một cái trận mới, là một cái phần tiền đề cho một cái phiên giao dịch tiếp theo, dẫn dắt VN30, Masan, MWG, FPT, VRE thì là những mà cổ phiếu mà chị sẽ hướng tới trong các phiên còn lại của tuần này, phiên ngày mai và phiên hôm 16. Thì chị mình lưu ý ha. Thì mình đi nói sơ lược về dòng bán lẻ nó có những cái gì hay. Đó, thì chị mình lưu ý là gì? Với cái bản chất của dòng cổ phiếu như là dòng bán lẻ thì mình đi nói với nhau câu chuyện gì? Câu chuyện là từ một cái giai đoạn, một cái nhóm ngành như VRE nè, ví dụ như là một vài cổ phiếu như BND nè, nó bị ảnh hưởng cực kỳ nặng nề bởi yếu tố đại dịch, không có kinh doanh sản xuất được, lợi nhuận âm, báo cáo âm, lợi nhuận giảm điểm, lợi nhuận giảm sút rất là nặng nề, cũng như là tổn thất rất là lớn trong cái đề mà đại dịch. Nhưng khi một nền kinh tế hồi phục thì cái doanh nghiệp sẽ chuyển đổi trạng thái từ gì? Từ một cái trạng thái mà xấu sang trạng thái gì? Cân bằng hơn, sang trạng thái tốt hơn và tốt dần lên và phát triển. Đó là cái góc nhìn chúng ta phải nhìn được một doanh nghiệp, ta phải có yếu tố gì? Tăng trưởng, và tăng trưởng ở đây từ xấu sang tốt. Thì nhìn lưu ý khi một nền kinh tế mở lại thì cái điều đầu tiên ấy, sẽ là gì? Quan tâm đến ấy, chính là với những cái doanh nghiệp nào sản xuất, cái gốc rễ của một cái nền kinh tế hồi phục sẽ đến từ sản xuất anh chị. Mà sau đó, sau khi sản xuất xong thì cái sự luân chuyển sẽ chuyển giao ở giữa chính là anh chị, chính là nhân bán lẻ sẽ chuyển giao cái sự tiêu dùng của những nhà tiêu dùng sau khi mà nó không qua những yếu tố về sản xuất. Dùm lưu ý cho nên với những nhóm bán lẻ thì nó đang làm cái giai đoạn trung gian, giai đoạn trung chuyển giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất. Thì hiện tại nó giá trong những khoảng thời gian khi mà nền kinh tế đã bắt đầu hồi phục trở lại nè, hoặc là trong những giai đoạn mà cuối năm thì cái sức mua và cái cầu tiêu dùng của nhà đầu tư mình, cũng như là những chị mình ở đây mình là cái giai đoạn truyền thống đúng không? Mình là Việt Nam đấy, thì càng về cuối năm, càng về cận Tết thì sức mua và tiêu dùng của chị mình càng nhiều, mình đi mua sắm càng nhiều, hay nói đúng hơn gì sẽ có những câu chuyện về ví dụ Black Friday nè, hoặc là Noel này nọ, thì nó sẽ kích thích nhiều hơn về cái sức cầu của chị nhà đầu tư mình. Đó, thì mình lưu ý đó là những câu chuyện mà chúng ta nói với nhau về dòng bán lẻ. Chị mình lưu ý ha. Đấy, cho nên khi mà chúng ta đã nhìn được một góc độ về vĩ mô, chúng ta nhìn được một góc độ về dòng tiền, nhìn được một cái góc độ chị về cái sự hồi phục trở lại. Đấy, thì mình sẽ đi tiếp tục là mình đi nói với nhau về yếu tố cung cầu. Liệu cổ phiếu nào là cổ phiếu tiềm năng, cổ phiếu nào là cổ phiếu mà anh chị mình quan tâm được, cổ phiếu nào là cổ phiếu anh chị mình tham gia được. Thì đầu tiên với dòng cổ phiếu ngân hàng, với dòng cổ phiếu bán lẻ thì mình đi nói với nhau về với cổ phiếu như MWG. Thì với cổ phiếu MWG mình đã chia sẻ cực kỳ lâu về một cái mô hình như gì VCB thu hẹp cái biên độ giảm. Thì khi mà với một cái mô hình này, nó rất cần một cái phiên như chị, phiên xác nhận về dòng tiền. Thì với những phiên xác nhận về dòng tiền như thế này những chị nào tham gia đúng nhịp đúng điểm thì các quá trình phía sau mình cứ yên tâm mình cầm nắm. Những cái biên độ lợi nhuận tuy là nó không lớn nha, nhưng mà nó sẽ bù đắp lại bằng những cái tỷ lệ về mặt zin với cái cổ phiếu mà doanh nghiệp lớn như thế này à, vì độ uy tín của nó cao thì anh chị sẽ sử dụng được cái tỷ lệ đòn bẩy cực kỳ lớn. Anh chị lưu ý à, với công ty chứng khoán VPS ấy thì khi đó mình sẽ tối đa hóa được cái biên độ về lợi nhuận của mình. Thì với những cái thời điểm như hiện tại, hôm nay là một cái phiên gì, một phiên test rút chân cực kỳ tốt vào giai đoạn cuối phiên của cổ phiếu như MWG, thì nó sẽ mở ra một cái chặng địa cực kỳ mạnh mẽ trong phiên ngày mai. Anh chị lưu ý ha, nãy chưa thấy nè, với cái điểm mà khi mà nó đã bứt phá này, đây là mô hình hay đấy anh chị, điểm xác nhận nè, điểm nổ nè, mà nó có những phiên mà nó test rút chân như thế này thì nó sẽ tiếp tục, nó sẽ còn những cái nhịp nó tăng điểm phía sau. Cho nên chị mình cực kỳ lưu ý với các cổ phiếu như MWG ha. Đấy, còn những cái điểm mà đã test cung thành công như ngày hôm nay ngày mai xác suất cực kỳ cao là dòng bán lẻ nó sẽ vào trận, nó dẫn dắt thay phiên nhau liên tục với một cái kiềng ba chân chứng khoán, ngân hàng và bán lẻ. Dùm lưu ý với cổ phiếu MWG, ai có hàng thì vẫn cứ như gì chị, cứ yên tâm mà cầm nắm. Bởi chắc hôm qua là cái điểm mà dùm gia tăng nè, cũng như những cái nhịp mà nó tái tích lũy làm cái biên độ tích lũy cũng đã chia sẻ anh chị mình rất nhiều về cái điểm tham gia nè. Tiếp theo là với cổ phiếu như Masan anh chị, đấy hôm qua là cái điểm dòng tiền vào nè, gia tăng nè, tuy nhiên nó bứt phá được cái vùng như gì, vùng 153, 154 với một cái mô hình gì, mô hình ba nền tảng giá nên trong nền đó, thì những cái dư địa và cái sự tăng giá của cái cổ phiếu này nó đang chín mùi rồi anh chị, chín mùi rồi. Nền tảng giá là ba nền nè đó, một cái điểm mà nó đỡ giá ngày hôm nay là cực kỳ tốt. Những ai cần bán họ sẽ bán, những ai cần mua thì họ sẽ mua, còn cái giai đoạn tiếp theo là chính là những quá trình tăng giá. Cho nên chị mà có hàng mình cứ yên tâm mà cầm nắm. Tiếp theo là gì chị, là với cổ phiếu FPT, với cổ phiếu FPT nó cũng tương tự gì, hiện tại nó đang tạo hai cái nền tảng giá, nền tảng tích lũy cực kỳ lớn cổ phiếu với những chị nào tham gia những cái khóa học của em thì đây là những cái mô hình nền chồng nền ấy. Thì hiện tại với một cái nền số 2 nè, đặc biệt là với cái nền số 2 nè, có một cái nhịp gì đấy, một nè hồi phục cân bằng nè, test đáy nè, một cái quá trình cổ phiếu cậy vũ test đáy. Đặc biệt là mình nhìn vào yếu tố về volume chính là yếu tố về khối lượng khắp nè, hôm qua chính là một cái phiên gì test cung cho một cái biên độ điều chỉnh. Thì sau cái phiên test cung, sau cái phiên tạo đáy và phiên cân bằng cái điểm hướng lên đầu tiên chính là cái điểm mình tham gia được. Thì với cổ phiếu FPT hôm nay chính là một cái điểm mua, anh chị mình cực kỳ lưu ý quanh những vùng 98. Nếu như anh chị nào chưa tham gia thì mình vẫn có thể tham gia được, và mình chờ những cái điểm gì xác nhận khi mà nó bứt phá được cái vùng 100 khối lượng tiền vào đó chính là cái điểm mà chìm gia tăng tiếp theo đối với cổ phiếu FPT Cho nên nó giá dòng cổ phiếu dòng bán lẻ đây là cái dòng mà phải nói rất hợp thời, và nó đang có những độ chín mùi về dòng tiền khi mà tổ chức họ thu mua, họ gom rất là nhiều cái lượng hàng. Đặc biệt là có một cái phiên xác nhận về dòng tiền ở đây nè, phiên bùng nổ khối lượng bao nhiêu, khối lượng đâu đấy khoảng hơn 8 triệu cổ phiếu. Thì đây là cái bản chất dòng tiền, họ vẫn còn nằm bên trong cổ phiếu chị, họ đang còn gì, họ đang còn kẹt bên trong cổ phiếu này, thì bản chất cổ phiếu nó chết thì nó rơi luôn em đánh giá là không cao. Thay vì thế mà mình nhìn được những cái cơ hội đầu tư của cái cổ phiếu này là cực kỳ lớn, anh chị mình lưu ý đấy. Và những cái sự tăng điểm của dòng cổ phiếu dòng bán lẻ nó cũng sẽ rất dễ nó thúc đẩy cho cái quá trình tăng tiếp theo của nhóm cổ phiếu VN30 hay là với nhóm cổ phiếu trường chung đấy. Sau đó là mình nhìn với nhau về câu chuyện của VRE. VRE là một cái doanh nghiệp kinh doanh về trung tâm thương mại bị ảnh hưởng cực kỳ nặng nề, nhưng sau một cái đại mà đại dịch thì mình thấy là gì, đã thanh lọc được rất là nhiều những cái đối thủ cạnh tranh, những ai còn tồn tại tại đại lục thì đó là gì, chính là những cái gì miếng bánh lớn nhất đấy. Thì với VRE trong khoảng thời gian gần đây nó cũng mở lại hầu hết cái trung tâm thương mại, cũng như nó đang mở rộng đi khá là nhiều đúng không đó. Thì đó là về cái câu chuyện về doanh nghiệp. Và mình nhìn trong một cái xu hướng về ngắn hạn nó cũng đã bứt thoát những quá trình giảm gì, đây là xu hướng down rồi, nhưng mà khi đã bứt phát một cái xu hướng giảm nó có một cái phiên gì dòng tiền, đây là bản chất là dòng tiền của tổ chức họ đánh bứt phá vượt hẳn những xu hướng giảm. Và sau những cái phiên mà đánh bứt phá breakout như thế này một cái biên độ mà cổ phiếu nó tích lũy lại được là một cơ hội cho chị quan tâm, mình lưu ý là một cơ hội cho chị quan tâm. Và trong một cái biên độ tích lũy lại được quanh những vùng 30, 31 chính là những cái điểm mà chị tham gia. Cũng như anh chị nào trong cái đường bán hàng bên em mình đã hướng dẫn cực kỳ cụ thể về chi tiết ấy. Đơn cử là chị mình nhìn về lại với cổ phiếu là gì, với cổ phiếu như MWG đấy ấy, thì mình thấy là gì, cái điểm mà hướng dẫn chị mình tham gia là gì, ngày 22 tháng 11 này MWG này, mọi người nè mình chú ý là nhóm VN30 mình sẽ tham gia trước với cổ phiếu MWG ấy, là quanh những vùng giá bao nhiêu 140 cộng trừ 1 like. Mình cứ tự tin mình vào tham gia luôn, sai thì mình sẽ tuân thủ các lỗ ấy, với một cái mức giá cực kỳ cụ thể là 140 nên chị đó. Và cái bản chất như ngày hôm qua chính là cái điểm mà em thấy là cổ phiếu nó gia tăng được khi mà nó đạt yếu tố về dòng tiền nè, MWG nè, vùng giá 142 nè, 142.5 nè, mọi người vừa đánh gia tăng nhé nè, sáng sớm dòng tiền một kích hoạt khá tốt. Cho nên chị mình lưu ý mình đã tham gia đúng những cái vị thế nè, cách đi vốn nó chuẩn thì mình cứ yên tâm mình cầm nắm trở lại với cái cổ phiếu như thế này ấy. Hoặc là với cổ phiếu như VRE đi thì mình cũng đã hướng dẫn chị mình tham gia từ một cái nhịp trước anh chị đó. Với cổ phiếu như VRE nè thì mình cùng nhìn lại nè, thì đây là với cổ phiếu như VRE chị mình chờ em chút đấy. Thậm chí hôm nay là em cho anh chị mình đánh mua một cái điểm gia tăng với VRE nè, mọi người yêu thích nào mà đánh lướt hoặc là mình đánh những cái chiến lược mà mình đánh nó nắm giữ một chút thì bản chất hiện tại vùng giá VRE vẫn là cái vùng mình chị tham gia được, thì chỉ là quanh những vùng bao nhiêu anh chị hiện tại đang phải đây nè, đây mọi người lấy vị thế VRE nè là quanh những vùng 30.5 nè, 30.6 nè, sai mình sẽ cắt lỗ 4% và target mình sẽ đặt lên là khoảng những vùng bao nhiêu chị, 7 đến 10% với các cổ phiếu như VRE đúng không. Thì chị lưu ý nè, quanh những vùng 30.55 thì là những cái điểm mà em hướng dẫn cho chị nào trong bán hàng mình tham gia đúng không, mình đánh với cổ phiếu VRE mình chờ như chị, mình chờ cái điểm bùng nổ trở lại với VRE. Bản chất hôm nay sau một nhịp test đáy nhìn thấy không, quá trình test đáy một quá trình mà nó test đáy hai nè, thì nó có một cái phiên hướng lên dòng tiền vào á, là cái điểm mà anh chị là muốn mua mới vẫn tham gia được. Dùm lưu ý á, khi mà VRE nó bứt được những vùng 32 á thì nó sẽ sớm nó tìm về lại những vùng 33, 34 anh chị, cho nên mình lưu ý một chút với cổ phiếu VRE ha. Đấy, rất tiềm năng đấy, dùm lưu ý. Tiếp theo là Vinamilk đi, mình cũng thấy quá trình nó hồi phục trở lại nè. Thì nhóm này nó hồi phục lên á thì mình sẽ chờ quá trình cân bằng phía sau. Nếu như mà đạt thì sẽ có những điểm mình tham gia được, đúng không? Điểm spring nè, điểm rũ bỏ nè, điểm spring gãy làm vũ nè. Đấy. Hoặc là cổ phiếu như Vinhomes đi, thì nó cũng đang có những nhịp như vậy, nền tảng như nền tảng nè. Thì hôm nay là cái điểm gì? Cái điểm hướng lên cổ phiếu nè. Ai muốn mua mình vẫn đúng anh chị ha. Đó, còn ai có hàng vẫn cứ yên tâm cầm nắm thôi. Những con này khi nghĩ khi mình nó vào trận ấy, nó sẽ rất dễ kéo lại những vùng 92 thôi. Đấy. Tương tự là cổ phiếu như BND nè, thì mình lưu ý ai nắm BND thì mình vẫn cứ yên tâm cầm. Mình lưu ý được cái chân hỗ trợ cổ phiếu là quanh những vùng 101, 102 nè. Hôm nay bản chất là những phiên gì? Những phiên tách cung cổ phiếu nè. Đó, trong biên độ điều chỉnh nè. Đó, thì mình ngắn hạn cũng sẽ hướng cái dòng bán lẻ nó vào những cái form nó dẫn dắt thị trường, đúng không? Đấy, cho nên sau cái dòng ngân hàng, bản thân em mình lại kỳ vọng trở lại, mình lại đưa mình đặt những cái niềm tin của mình về lại những dòng bán lẻ. Sau cái dòng bán lẻ thì em kỳ vọng là gì? Sẽ tiếp tục nối gót trở lại quay với dòng chứng khoán. Và mình nhìn sơ lược với cổ phiếu như BVH đi, thì đây là một cái mô hình nó gãy vũ quá chị. Bản chất dòng tiền nó vẫn còn nằm bên trong cổ phiếu nè. Khi mình chịu đánh giá mình phải đánh giá được vào dòng tiền, liệu dòng tiền đã vào tham gia cổ phiếu chưa, hay là dòng tiền có đang kẹp bên trong cổ phiếu hay không, thì mình mới chọn lọc những điểm mua phía sau qua. Đấy, sự đu bám gì mình nhiều nè, nền tích lũy nè, thì tổ chức nó đánh gãy nền là việc hết sức bình thường, nó sẽ loại bỏ được rất nhiều sự đu bám gì mình ra. Và sau đó có quá trình nó hồi phục lên đấy, thì sau quá trình hồi phục lên như thế này mình sẽ xem quá trình cân bằng tiếp theo như thế nào. Nếu như mà cân bằng tốt, anh chị sẽ tiếp tục có những điểm mình đánh tiếp theo với cổ phiếu như BVH nha. Nên chị cũng cực kỳ chú ý với cổ phiếu như BVH trong một cái giai đoạn tiếp theo với cổ phiếu anh chị ha. Đấy, thì đó là với bản chất của dòng cổ phiếu dòng bán lẻ nè, mà em phân tích với chị mình trong một cái video ngày hôm nay, đúng không? Đó, tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại với một cái nhóm ngành là gì chị? Nhóm ngành dòng chứng khoán thì nó đang có vận động như thế nào? Thì bản chất hôm nay á, dòng chứng khoán nó vẫn giữ những cái sắc xanh thôi, nhưng mà cái sự tăng điểm của nó là không nhiều ấy, mà nó không phải là cái dòng nổi bật trong phiên ngày hôm nay, đúng không? Coi là một cái phiên mà nó nhường sân trở lại cho cái cổ phiếu dòng ngân hàng ha. Thì đầu tiên mình nói với nhau về BND đi, thì bản chất cái cổ phiếu này đã bứt phá rồi chị, thì mình có hàng mình cứ cầm ra. Đó, mình lưu ý có hàng thì dìm lên chặn lại, còn điểm mua như thế này nó chưa có đó anh chị. Hoặc là với một vài cổ phiếu như VCI đi, thì hôm qua buổi tối, đúng không, nó ra một vài cái thông tin là gì, nó ký một cái hợp đồng vay vốn với các đối tác khoảng 100 triệu đô hay đâu đấy khoảng 2.200 tỷ anh chị. Đó, thì với một cái mức như thế nó sẽ bổ sung rất là nhiều cho cái việc gì, nó cho vay cái quỹ, cho vay mà cái quỹ anh chị. Đó, cũng như là gì, nó sẽ đáp ứng được nhu cầu margin trên thị trường đối với cái nhà đầu tư mình. Thì hôm nay bản chất anh chị thấy nó ở phiên tăng luôn nè, ở phiên tăng gáp nè. Còn khi mà cổ phiếu đã mở gáp như thế này, bản chất không còn điểm mua đâu anh chị. Dùm lưu ý nó không đạt được một cái điểm mua đối với bản thân em. Dùm lưu ý thì thường nếu như mà trong ngắn hạn nó quay về đắp gáp luôn á, thì nếu như mà đạt em sẽ hướng dẫn anh chị nào muốn mua thì mình sẽ quan tâm sau ha. Còn anh chị nào có hẹn vẫn yên tâm cầm đó. Với cổ phiếu như VCI, đúng không, thì em đã chia sẻ với anh chị nào trong đội bán hàng của em ấy, trong một cái ngày 22 tuần trước ấy, thì mình đã giao ngân với cổ phiếu như VCI rồi nè, thì mình đánh giá được cái cơ hội nó vẫn còn. Đấy, nhìn thấy nè, cái ngày bao nhiêu nè, ngày khoảng 22 tháng 11 nè. Đó, vào lúc khoảng 10 giờ 45 phút, đúng không, với cổ phiếu VCI nè, dòng chứng khoán mọi người vào lót ổ vị thế VCI nhé. Cổ phiếu này đang tiệm cận vùng tích lũy nè, yếu tố rủi ro thấp, mình lấy vị thế quan sát trước là quanh những vùng 72.5. Đấy, cắt lỗ khi mà vi phạm cái mức 68 thì mức giá mình mua vùng giá đỏ chỉ 270, 72.5, 270 nè. Đấy, thì là những cái vùng mình tham gia, đúng không? Còn hôm nay ra bứt lên những vùng có những lúc buổi sáng á, nó lên tăng lên những vùng 79 nè, vì bản chất nó không đạt về cái điểm gia tăng lắm á chị, tại vì nó mở cái gap nè, vì một cái yếu tố FOMO của các thông tin tin tức ha. Đấy, cho nên có hàng cứ cầm thôi. Tiếp theo là VCI nè, hôm nay cũng mở gap nè chị. Khi cái cổ phiếu mà nó nói rồi, với cái bản chất của dòng cổ phiếu dòng chứng khoán á, bản chất hiện tại anh chị nào có hàng mình cứ cầm thôi. Còn sau một cái điểm như ngày hôm qua đi là rất khó để cho nhìn mua, em nói thật sự là như thế luôn ấy. Đấy, thì mình sẽ quan sát xem là trong một vài phiên tới cái dòng cổ phiếu dòng chứng khoán á, bản thân em mình sẽ kỳ vọng gì, nó cân bằng lại, một vài phiên ấy, để cho cái cổ phiếu ví dụ như dòng ngân hàng chạy nè, dòng bán lẻ nó chạy nè. Đó, thì sau đó khi mà cái hai dòng kia đã chạy xong ấy, thì cái độ mà hạ nhiệt của nó sẽ có ấy, và độ điều chỉnh sẽ có ấy, thì tiếp tục là gì, dòng cổ phiếu dòng chứng khoán tích lũy đủ thì nó sẽ bước tiếp. Đó là cái sự luân chuyển liên tục của ba cái của nhóm ngành này. Đó, đó chính là một cái kiềng ba chân mà bản thân em mình sẽ kỳ vọng ha. Cho nên trong một danh mục anh chị mình á, nên nắm một mặt cổ phiếu chứng khoán nè, nên có một mặt cổ phiếu ngân hàng nè, và nên có một mặt cổ phiếu bán lẻ. Đấy, để mình luân chuyển theo thị trường. Cổ phiếu SHS cũng tương tự thôi chị, thì mình cần có quá trình gì nó xoay quay trở lại thì sẽ tốt hơn. Nếu như mà đạt thì sẽ có những cái điểm hướng dẫn chị mua ha. Đó, tương tự nè, cũng vài cổ phiếu như ví dụ như là MBS, MBS đi, thì hôm qua cũng chia sẻ chị mình một cái điểm tham gia được ấy, tại vì cổ phiếu này em thấy nó cũng mới bứt nền thôi. Đó, ORS này, ORS thì anh chị nào quan tâm thì mình nghĩ con này thì là những cái điểm mà chị sẽ chú ý. Đấy, MFB, MBS cũng tương tự thôi. Một vài cổ phiếu như thế này hiện tại đã khó rồi, cho nên bản chất tổng thể với cái dòng cổ phiếu dòng chứng khoán á, thì bản thân em mình kỳ vọng nó sẽ có những nhịp gì nó tích lũy lại. Nếu như mà tích lũy lại đạt á, thì sẽ có những cái điểm mà cho chị tham gia được, đúng không? Còn hôm nay bản chất là những cái điểm mà nó nhường trận thôi, dòng tiền nó cũng không hút vào cái cổ phiếu dòng chứng khoán trong ngày hôm nay ha. Đấy, cho nên tụi mình cũng lưu ý. Hoặc là FTS nè, những con này hôm qua có nhiều chị nhắn tin hỏi em là mua được hay không ấy, thì cũng báo chị mua những điểm thích cung nè. Đó, thì cũng khá là ok rồi. Đấy, thì đó là với dòng chứng khoán á, mình sẽ không kỳ vọng là dòng chứng khoán nó tăng quá nóng á chị, mà nên tăng chậm lại và tăng những cái biên độ nó cân bằng lại vài phiên ấy, thì nó sẽ tốt hơn khá là nhiều, và nó sẽ mở ra những cơ hội cho nhà đầu tư là muốn tham gia chị mình lưu ý ha. Đấy, cho nên đừng có FOMO vào dòng chứng khoán tại thời điểm hiện tại, khi mà trong danh mục anh chị mình chưa có thì bắt buộc anh chị phải chờ thêm, lưu ý. Đấy, tiếp theo là gì chị, tiếp theo là mình nói với nhau về một cái nhóm ngành của dòng midcap. Thì bản chất hôm nay á, anh chị thấy tuy là thị trường tăng, VN Index tăng 25 điểm nè, VN30 tăng 32 điểm nè, nhưng mà với các nhóm ngành của midcap á, thì trong video ngày hôm qua em đã chia sẻ với chị mình rồi, nó sẽ có những nhịp gì nó test lại. Thì hôm nay bản chất là rất nhiều cổ phiếu của midcap nó test lại đây ha. Đấy, thì sau quá trình mà test lại đây này, nó test thành công á, thì nó cân bằng lại, thì những cái điểm phía sau em sẽ hướng dẫn cho chị mình những cái điểm mình tham gia. Và cái dòng cổ phiếu dòng midcap á, nhịp sau nó cân bằng nó cũng sẽ có những sự phân hóa là rất lớn. Những con cổ phiếu nào tăng rồi, chảy rút rồi thì sẽ không còn tăng nữa, những con nào còn dư địa thì nó vẫn tiếp tục quá trình đi lên. Cho nên bắt buộc anh chị mình với dòng midcap á, thì mình nên quan sát thêm ít nhất là phải 1-2 phiên nữa thì mới có những cái điểm mà anh chị mình phân tích được ha chị ha. Ấy, còn quá trình hiện tại test đáy là bình thường đó. Ấy, trên lưu ý ví dụ cổ phiếu như C32 nè, tăng nè, test lại nè, thì mình sẽ quan sát thêm thôi. Đó, hoặc là CTG tăng rồi nè, nhóm này bỏ gì, hoặc là cổ phiếu FCN nè chị thấy không? Thì đây là quá trình là một phiên giảm nè, tạo đáy nè, stop volume 3 nè, phiên test lại nè. Đó, nhưng mà anh chị lưu ý là gì, những cái nhịp mà cổ phiếu nó test lại mà nó mang yếu tố khối lượng thấp á, thì đó là những cái dấu hiệu tích cực. À, lưu ý ha. Đấy, cho nên chị mình cũng phải quan tâm lại coi, nếu như mà nó test lại thành công á thì em sẽ cập nhật sớm nhất đến những cái điểm mua cho chị nào trong bạn không có thằng VIP ha. Đấy, hoặc là một vài cổ phiếu chị thấy HT1 nè, hôm qua nó có tin gì chia cổ tức là 2% đúng không, thì sáng cũng mở gáp này, hay nghĩ con này cũng sẽ dễ test lại thôi. Tại vì khi mà giảm điểm, mà ví dụ một vài cổ phiếu chị thấy khi mà giảm điểm có lượng lớn ấy, thì cổ phiếu sẽ rất khó để mà lên ngay được, mà nó sẽ thường tìm về lại những vùng nó sẽ cân bằng, nó cân bằng ha. Đó, nó cân bằng để nó hấp thụ lại những lượng cung hàng bán ra như thế nào đúng không, thì tổ chức họ kiểm tra xong ấy thì mới đến lên tiếp anh chị. Bản chất những con này cũng thế thôi. Cho nên vì sao mà em nói với chị mình á, những cổ phiếu mà dòng midcap á, ngày hôm qua chính là cái ngày mà chị mình nên thì cỏ trồng hoa đi, với cái chiến lược hiện tại nó cũng tương tự gì đó. Với những cổ phiếu ấy, thì mình những cái gì mà nó hồi phục lại mình nên tỉa cỏ trồng hoa để mình thuận theo thị trường, mình thuận theo cái dòng tiền đúng không. Đấy, cho nên mình bỏ yếu để mình chọn những cổ phiếu mạnh, mình đánh cho nó tốt. Ví dụ mình đánh cái cổ phiếu dòng ngân hàng nè, dòng bán lẻ nè, dòng chứng khoán xong á, thì nhịp sâu mà dòng cổ phiếu midcap á nó cân bằng lại tốt á, thì mình sẽ tiếp tục mình có những cái điểm mình tham gia trở lại với dòng midcap. Anh chị mình lưu ý á, đó là cái cơ hội. Và dòng tiền anh chị mình ở đây á, là mình chỉ có một thôi, thì không có nào mình dàn trải được rất là nhiều cổ phiếu trên thị trường đó. Ngoài cổ phiếu KB cũng tương tự chị, nó quá chịu test tấy nè, thì mình phải chờ thôi ha. Anh chị bắt buộc anh chị phải chờ. Ví dụ những điểm mà nó hồi phục á thì nhìn lên cơ cấu đi, còn đừng có để những nhịp mà nó test lại thì mình lo sợ mình bán ra đúng không. Ví dụ như là CG nó lại tốt nè, nó đang hồi lên được mình trước nè đó, hoặc BLC nè, những con này nó bắt đầu mà nó có tín hiệu mà nó hồi phục lên á thì nó sẽ xuất hiện là những áp lực bán chị. Cho nên những cổ phiếu mà khi mình nó mở một cái biên nó rơi như thế này á, bản chất cổ phiếu này không xấu nha, nó chỉ rơi theo cái biến động, những cái vận động của dòng midcap. Thì bắt buộc sau những sự biến động lớn á, cổ phiếu sẽ mất thời gian test đi test lại và nó cân bằng rồi nó mới lên lại tiếp. Nên mình sẽ quan tâm ở trong một cái nhịp có thể là tuần sau. Đấy, tuần sau em sẽ cập nhật nhiều hơn với nhóm ngành midcap. Còn hôm nay mình sẽ đánh thuận theo thị trường trước. Hoặc là ngoài cổ phiếu dòng chứng khoán cũng dòng cổ phiếu dòng dầu khí cũng tương tự chị. Tối qua thì dòng thế giới tăng khá tốt đúng không? Cho nên sáng nay chị thấy một vài cổ phiếu của dòng dầu khí mở, mặc dù sàn gấp cơm này, hoặc là sàn Hà Nội nhưng mà mở ra là gấp luôn ấy. Đó, nhưng mà nó cũng bị bán ngược thôi. Từ bản chất hiện tại dòng tiền nó hút vào rất là lớn với dòng cổ phiếu ngân hàng, cho nên những cổ phiếu này nhìn đang thấy là nó bị mất hút đi về yếu tố về dòng tiền đúng không? Đấy, thì mình cứ chờ thôi, mình cứ chờ xem là cái biên độ mà cổ phiếu nó test lại như thế nào, test lại tốt, khối lượng thấp thì những cái điểm hướng lên và khối lượng dòng tiền vào phía sau là những cái điểm mình chịu tham gia. Cho nên chị mình cực kỳ lưu ý ha. Đấy, với cổ phiếu như BR bản chất những dòng dầu khí nói rồi, dư địa nó vẫn còn cái gì, kênh trên xuống đi lên thôi này, vẫn là xu hướng tăng mà. Đó, bản chất chưa phải là cổ phiếu nó gãy, nó bị phân phối hay là bị đấu chen, cho nên chị phải thanh lọc rất là kỹ với cái nhóm ngành midcap trong một khoảng thời gian tiếp theo ha. Đấy, và bản thân em mình vẫn rất quan tâm về cái dòng dầu khí nếu như mà dự định sau nó đạt vào những điều kiện tham gia. Cho nên chị mình cứ liên tục mình follow, mình đăng ký cái kênh YouTube của em đi, thì những cái khi mà nó đạt là điều kiện tham gia ấy, thì em sẽ hướng dẫn. Và chị thấy khi một cái mô hình về gãy nền vũ á, mô hình gãy nền vũ này á, cuối tuần video em sẽ phân tích cho nó kỹ hơn với các dòng cổ phiếu dòng dầu khí để cho chị mình hiểu ha. Sau khi nó gãy nè, nó sẽ mất thời gian chị, giờ thấy nó mất thời gian cân bằng phía sau nè. Đó, thì mình nên bỏ cái thời gian cân bằng này đi, mình chờ cái điểm mà nó hướng lên dòng tiền vào á, thì mình sẽ đánh những điểm hướng lên dòng tiền vào đầu tiên là mình sẽ canh những điểm mình đánh. Cho nên chị mình cứ chờ đợi và kiên nhẫn với dòng cổ phiếu dòng dầu khí ha. Đấy, đó là với anh chị nào muốn mua ấy. Còn với anh chị nào mình đang nắm cổ phiếu dòng dầu khí đi, thì những quá trình mà em nghĩ gì hồi phục lên thì chị nên cơ cấu là trước một phần để mình tìm những cơ hội mới nó tốt hơn đúng không, và sau đó cái điểm nó cân bằng test xong thì mình lại vào mình đánh tiếp anh chị ha. Đấy, bơi lợi cũng tương tự thôi anh chị, những con này cái dư địa nó vẫn còn, dòng tiền nó vẫn còn nè, những điểm mà nó test lại có lượng thấp như này là tốt nha. Hả, em thấy dòng dầu khí hôm nay nó cũng test lại, nhưng mà đa phần là nó test lại có lượng thấp thôi, test lại có lượng thấp là tốt anh chị. Đó, tại vì sao, nó kiểm tra những lượng cung cầu ấy, nó cho thấy ai lo sợ thì họ cũng đã bán rồi đúng không, ai cần bán thì họ cũng đã bán. Đấy, cho nên lúc nào cũng thế, cổ phiếu mà nó vận động với biên độ có lượng thấp ấy, lúc nào cũng là những yếu tố nó cũng là tích cực. Đấy, hoặc là cổ phiếu như BVD đấy, anh chị thấy khi mà nó quay về lắp gáp ấy, là cái thời điểm cho chị mình cơ cấu nè. Thì sau cái điểm như ngày nay mà anh chị nào chưa cơ cấu được thì sẽ là gì, tương đối khó nha. Đấy, ví dụ nó có test lại, ví dụ như trường hợp mà test lại thì mình hạn chế bán tháo ra nha. Đấy, còn cái điểm hồi phục đầu tiên ấy, là nên cơ cấu vào trước, tại vì 80% cái gap sinh ra là sẽ được lắp lại cho một cái xu hướng ngắn hạn đúng không, thì canh về lắp gap anh muốn bán gì thì bán anh chị. Đấy, Tương tự lỗi cổ phiếu BVS này, sáng nay cũng mở cái gap này đó, thì em nghĩ em sẽ kỳ vọng lại với một vài cổ phiếu của dòng dầu khí, đúng không? Thì chị sẽ chú ý trong khoảng thời gian tiếp theo, ví dụ như BSR nè, OI nè đấy, hoặc là cổ phiếu như gì chị, cổ phiếu như PLC nè, PLX nè, hoặc là với cổ phiếu như BVS thì mình sẽ chú ý trong một cái nhịp tiếp theo ha. Hoặc là cổ phiếu như PVT nó cũng khá là đạt, cái gì hôm nay cũng có những quá trình mà nó cũng test lại nè đó. Thì ví dụ như vận động ngày mai như thế nào em sẽ cập nhật kênh trong video sau ha. Đấy, đó là bản chất. Tiếp theo về dòng khu công nghiệp cũng tương tự đó, một vài cổ phiếu như RVR nên chị phiên là tăng nè, giảm nè, hồi phục là phiên hết sức bình thường gì. Thường mà hồi phục có lượng thấp á, mà giảm điểm có lượng lớn á thì nó rất dễ nó test lại, tại vì tổ chức họ phải kiểm tra cung cầu, họ kiểm tra là một cái lượng hàng một cái nhịp rủ như thế á, thì cái lượng cung hàng thì mình còn cầm nhiều hay không. Thì nếu như mà cái lượng cung hàng thì mình không còn nhiều á, thì sau quá trình test lại thành công á, nó sẽ có những điểm mà hướng lên phía sau á, thì chị mới chú ý được ha. Đấy, tương tự là KBC cũng thế thôi. Tiếp theo là với nhóm ngành cổ phiếu và bất động sản gì, thì nó cũng có rất nhiều sự phân hóa, đúng không? Ví đơn cử như vài cổ phiếu như sale nè, thì bắt buộc là dìm bó tay, đúng không? Những phiên sách ao nè, ấy thì đây là đoạn sách ao đầu tiên nè, dìm lưu ý nè, đây những điểm gì, những điểm ban còn lăn mắt á, ấy thì sẽ còn một nhịp nó kéo rồi nó phân phối đến phía trên ha. CTD này cũng kéo trần nè, ấy những cổ phiếu này thì nó cũng có những biên độ nó hơi lỏng một chút. Với Đức anh nhìn thấy một phần chung nè, những cổ phiếu này em nghĩ là gì? Nếu mà có tăng lên được thì dìm nên tận dụng mình cơ cấu. Và cái bản chất với một cái dòng cổ phiếu bất động sản á, thì em nghĩ là nếu như mà thuận theo những yếu tố về vĩ mô, khi mà cái giai đoạn hiện tại là dòng tiền nó bơm rồng ra liên tục trong một cái nền kinh tế, thì với cái dòng cổ phiếu bất động sản em nghĩ nó sẽ không rơi vào một cái quá trình mà downtrend đâu gì đó, mà nó sẽ thường là gì, nó có những biên độ nó tái tích lũy lại. Em nghĩ là sẽ tái tích lũy lại một khoảng thời gian khoảng 3 tháng đến 6 tháng, dùm lưu ý ha. Đấy, nếu như mà nó tái tích lũy lại 3 tháng 6 tháng á, như một cái giai đoạn này anh chị, thì mình vẫn còn những cái cơ hội nha. Tôi giấy trước đó với cổ phiếu Đức á, thì nó cũng đã có những cái phần bứt phá từ nền đi lên nè, nền giá 10 nè, chạy nước rút mà lên tới 24 25, và sau đó nó tái tích lũy lại. Đây là dạng phân phối gì nha, có quá trình chạy nước rút phân phối nè, mà nó tái tích lũy lại lấy khoảng từ bao nhiêu, từ tháng 1 nè, nó điểm chạy là tháng 7 tháng 8, thì nó mất khoảng 7-8 tháng nó mới có một cái chu kỳ tiếp theo. Thì em nghĩ kỳ vọng trong một khoảng thời gian tiếp theo ấy, khi mà dòng ngân hàng nè nó chạy sống ấy, thì những con cổ phiếu bất động sản nó sẽ có một cái biên độ nó tái tích lũy lại đó, thì mình lưu ý ha. Tái tích lũy lại nếu mà đạt thì mình sẽ có những chu kỳ tiếp theo thôi, còn hiện tại vẫn chưa chú ý ha. Đấy, đâu đó có đất xanh là đẹp anh chị đó, dòng cổ phiếu bất động sản hay chuyện nên chú ý đất xanh, tại vì đây một cái biên độ tích lũy lớn nè. Thì em nghĩ những con này dư địa nó vẫn còn, nó chưa hết chu kỳ đâu, mới vượt đỉnh đó chị, vượt đỉnh nè, test đỉnh nè, thì những quá trình là test đỉnh thành công nè. Đấy, hồi phục lên cực kỳ tốt nha, với đất xanh là hồi phục cực kỳ tốt, và nó cân bằng được vài phiên quanh những vùng 27 28 á. Bạn anh em cực kỳ chú ý với con đất xanh này. Anh chị mình lưu ý ha, bất động sản chỉ chú ý hai mã thôi, đất xanh nè. Hà Đô là hôm nay cũng chạy nè. Hà Đô hôm nay chính là một cái điểm mà chị mua đấy. Đó, cho nên anh chị nào mua được thì mình cứ yên tâm cầm nắm thôi. Còn cái cổ phiếu còn lại bắt buộc mình phải chờ thêm ha. Còn IGC thì theo giảm nè, hồi nè, giảm nè. Đó, thì đây những phiên test lại cổ phiếu. Đấy. Nên đây là cũng tương tự thôi, những con này mình chỉ quan sát được, tại vì dòng tiền nó vẫn còn nè. Đó, thì đó là cái bản chất vận động của các mã cổ phiếu của dòng anh chị, của dòng cổ phiếu bất động sản, đúng không? Nhà tự liên cũng tương tự thôi, đó là cái bản chất của dòng anh chị. Cho nên bây giờ ấy, anh chị là mình phải tập trung nhiều hơn là mình đánh theo yếu tố về sóng dòng ấy, vì lúc nào cũng là một cái yếu tố về thiên thời địa lợi nhân hòa cho chị đầu tư ha. Đấy, và tiếp theo mình nói với nhau về dòng thép đi, cũng có nhiều chị quan tâm. Thì dòng thép ấy, thì đầu tiên mình nói về câu chuyện của Hòa Phát đi anh chị ha. Thì trước đó là một cái biên độ giảm tương đối đấy, thì nó có hai phiên nó hồi phục trở lại. Thì với cổ phiếu như dòng thép ấy, hôm nay chính là một cái phiên như chị, phiên test lại đây, thì nó cũng tương tự với dòng cổ phiếu dòng midcap mà dòng cổ phiếu bất động sản. Thì anh chị sẽ lưu ý là gì, những cái phiên mà nó test lại á, khối lượng thấp như ngày hôm nay á, thì nó giá là tương đối rồi tích cực. Anh chị lưu ý ha, những phiên mà test lại như thế này á, thứ nhất là gì, để nó loại bỏ đi bớt những nhà đầu tư nào mình bắt đáy, thấy hàng T3 về bắt đáy anh chị nào bắt đâu có lãi đâu, nó rủ làm nhịp nè, thì tâm lý anh chị sẽ rất dễ mình bán ra hòa vốn cổ phiếu, hoặc là mình sẽ lo sợ mình bán ra cổ phiếu. Thì chị lưu ý những nhịp mà test lại là những yếu tố tổ chức họ kiểm tra cung cầu hết sức bình thường đó. Nếu như mà những cái nhịp mà test lại thành công á, thì nó sẽ có một cái pha gì chị, pha hướng lên mà vài những cái pha nó hồi phục. Anh chị lưu ý ha, này test là thành công, dòng cổ phiếu của dòng thép ấy, nó sẽ có những pha hồi phục chính sau cái nhịp nó giảm điểm đó, tương tự đối với một vài cổ phiếu như Masan. Cho nên là trong ngắn hạn hiện tại anh chị mình nên quan sát mình xem quá trình test thành công hay không ha. Đấy, test thành công sẽ có những pha hồi phục chính cổ phiếu, và em nghĩ là xác suất nó cũng test thành công thôi, tại vì hôm nay bản chất nó cũng là những nhịp nó test lại khối lượng thấp này. Đấy, cho nên mình lưu ý một chút với anh chị nào mình đang nắm cổ phiếu của dòng thép thì bản thân anh chị mình cũng sẽ chịu khó một chút là gì, mình chịu nhiệt một chút, mình chịu trong ngắn hạn xem là cái quá trình nó test thành công thì mình sẽ vào cái pha hồi phục, thì lúc đó anh chị sẽ xử lý được ha. Cũng như là em sẽ lên những cái video em hướng dẫn anh chị mình xử lý cho nó tốt nhất với cổ phiếu dòng thép, đúng không? Đấy, và TLH này cũng là test lại anh chị, khối lượng thấp nè, DVN cũng tương tự nè, test lại nè, khối lượng thấp nè, nó sẽ có những biên độ test lại tương tự một cái khoảng thời gian trước đó đó anh chị. Ví dụ nhìn thấy đây nè, với cổ phiếu như nào anh chị, với cổ phiếu như Hòa Phát nè, nháy một cái nhịp giảm nè, thì nó cũng sẽ có những biên độ gì, nó test lại vùng đấy nè, test lại hai lần nè, một lần nè, hai lần nè, thậm chí ba lần nè, nó mới có những pha hồi phục chính về phía sau đó. Tương tự đó, TVN thì cũng thấy tương tự như thế à. Cho nên cái vận động mà test lại đấy là việc hết sức bình thường. Trước đó nó phải là cái nhịp nó giảm điểm nè, điều chỉnh nè, nhìn thấy đây nè, tạo đáy một nè, stop volume 3 nè, hồi phục nè, test lại nè, nhưng mà khối lượng thấp mà test thành công thì nó sẽ có những pha trước tiên là những pha hồi phục chính đó, tại vì một quá trình mà sau khi test thì nó sẽ có những pha hồi phục, mà pha hồi phục này có thể chuyển đổi thành một cái pha gì, pha tăng giá nếu như mà sự đu bám của nhà đầu tư không nhiều, mà tổ chức họ gom lại hết những cái lượng hàng đó, cho nên mình sẽ quan sát tiếp theo với các cổ phiếu dòng thép ha. Còn anh chị mua mới thì mình nghĩ là chưa nên đâu, mình nên tập trung cái nguồn vốn của mình vào cái kiện ba chân cho nó tốt nhất ha. Đấy thì đó là bản chất của dòng cổ phiếu dòng thép, đúng không? Còn vài cổ phiếu như dòng phân bón đi thì hôm nay cũng tương tự thôi, test lại lượng thấp nè, hôm nay phần lớn là đều test lại anh chị. Đấy, cho nên mình phải quan sát cái nhịp test lại như thế nào, đúng không? Lát cũng tương tự nè, test lại lượng thấp nè, thì những con như lát thì nghĩ chu kỳ nó vẫn còn đó. Thì đó là với các cổ phiếu của dòng mid cap anh chị ha, hoặc là một vài cổ phiếu như dòng thủy sản đi, dệt may và dòng điện thì mình nhìn với TNG anh chị. Hôm nay vẫn là những phiên nó chỉnh lại cũng tốt chị nha. Với cổ phiếu TNG thì em nghĩ gì nó ra vào những cái form mô hình mà kỹ thành vũ ấy, thì em sẽ để dành cổ phiếu này trong video cuối tuần, em sẽ phân tích nó chuyên sâu hơn và nó kỹ hơn cho chị mình chú ý ha. Những con này đi lên nó rất dễ nó rủ lại gì đó, nên tạm thời trong ngắn hạn chị mình phải tận dụng, mình cơ cấu ra trước cái đã, mình xem quá trình mà nó tích lũy lại tốt ấy, vì nó sẽ còn một cái nhịp nó bứt phá phía sau ấy, thì chị mình cô vào lại sau ha. Và là cổ phiếu VGT đấy, nó cũng tương tự chị, hôm nay cũng là những nhịp mà nó chỉnh lại này đó. Và là cổ phiếu như BC1, những phiếu này nền trên nền tảng nó gì, nhưng mà khi mà nó gãy vũ như thế này thì sẽ mất thời gian nó cân bằng. Cho nên thì mình lưu ý vì sao mình lại đi tỉa cỏ trồng hoa, là mình tỉa đi bớt những cổ phiếu nó hồi phục lên, mình tỉa ra để mình chọn lọc với cái cổ phiếu mà đang có yếu tố thuận lợi về dòng tiền để mình đánh ha. Đấy thì đó là một cái video ngày hôm nay. Thì cái video ngày hôm nay cũng đến đây, cũng phân tích với chị mình lý do vì sao dòng ngân hàng nó tăng, đúng không? Mặc là yếu tố về sóng dòng này, cũng như mình sẽ tập trung nhiều hơn với các cổ phiếu của nhóm ngành VN30. Đấy, và sau dòng ngân hàng chính là cái dòng cổ phiếu dòng bán lẻ, chính là dòng cổ phiếu mình chịu chú ý, ví dụ VRE nè, đó, MWG nè, FPT nè, Masan hoặc là BVH, chính là những nhóm ngành mình chỉ chú ý cho một cái phiên ngày mai hoặc là phiên ngày mốt á, sẽ nói gót, nó sẽ nói tiếp với các cổ phiếu dòng ngân hàng. Những cổ phiếu này sẽ dẫn dắt thay phiên nhau đi lên ra, chính là cái kiện ba chân ngân hàng, chứng khoán và dòng bán lẻ đó. Thì những anh chị nào muốn quan tâm và đồng hành cùng em tại hệ thống khách hàng VIP thì mình có thể để lại một cái phần đăng ký kênh này, hoặc là mình sẽ liên hệ cho em qua số Zalo 0974 04 6220 để cùng em đồng hành trong những chặng đường tiếp theo. Xin chào và tạm biệt anh chị mình, hẹn gặp lại chị mình trong một cái video ngày mai ha.